Chính chủ cần bán nhà 4 tầng xây mới tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhà có hướng chính là hướng Đông Bắc, được chúng tôi thiết kế là 4 tầng. Đấy, có ban công hướng ra bên ngoài. Thiết kế rất là đẹp và hiện đại. Đang được chào bán với giá là 2 tỷ 300 triệu. Nhà đã tách sổ và có sổ đỏ đầy đủ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí là sang tên sổ đỏ. Và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì có thể vay vốn tối đa là 80%. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ngôi nhà để cho mọi người có thể biết được. Đây thì chúng tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Toàn bộ phía trước là chúng ta sẽ có hai cửa, một cửa chính và một cửa sổ. Cái cửa sổ thì sẽ sử dụng là cửa nhôm kính, nhôm hệ cao cấp, và ở phía bên cửa chính đây là sẽ sử dụng là cửa hai lớp. Phía bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và phía bên trong là cửa gỗ. Đấy, cảm giác ngôi nhà rất là chắc chắn, rất là ấm cúng. Toàn bộ hệ thống mặt tiền trước ngôi nhà là đã được chúng tôi là ốp bằng gạch đá granite cao cấp, cho nên rất là sang trọng. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong ngôi nhà để cho mọi người có thể nắm được. Đây thì hiện tại là chúng ta đang đứng ở phía bên trong tầng 1 đây. Toàn bộ tầng 1 là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng bếp, một phòng vệ sinh và một khu vực phòng khách. Toàn bộ hệ thống trần sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn led. Hệ thống gạch lát nền là sử dụng là gạch granite 60-60 loại 1. Đấy, mọi người có thể là nhìn qua đây là toàn bộ cái chi tiết của ngôi nhà đây. Thiết kế rất là hợp lý. Ở phía trong bếp này thì chúng tôi là sử dụng là toàn bộ hệ thống tủ bếp là sử dụng là gỗ acrylic chống mối mọt, chống cong vênh. Kính ốp bếp là sử dụng là kính ốp bếp cường lực cao cấp. Hệ thống sen vòi và chậu rửa là nhập khẩu Hàn Quốc. Mặt bếp là được ốp bằng đá granite cao cấp. Ở đây là ở trong khu vực nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính cao cấp. Ở trong nhà vệ sinh là sẽ có bồn cầu và cái máy bơm nước tổng cho toàn bộ ngôi nhà. Đây là cái nối để đi lên trên cầu thang ở trên tầng 2 đây. Thì chúng tôi là thiết kế là những cái vách bằng gỗ như thế này, đảm bảo an toàn và tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn, cầu thang là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc là được sử dụng là bằng đá granite. Sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 2. Tầng 2 của chúng tôi là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đấy, phòng ngủ mở ra có hướng ban công mở ra bên ngoài, rất là rộng, rất là thoáng. Toàn bộ hệ thống giấy dán tường này, trần thạch cao này. Đấy, thiết kế rất là đẹp, rất là hiện đại. Hệ thống sàn sử dụng là sàn gỗ. Đấy, vào trong ngôi nhà rất là rộng rãi, rất là thoáng, cảm giác rất là ấm cúng. Và đây là cửa sổ mở ra phía ban công bên ngoài. Đấy, mọi người có thể thấy là ngôi nhà rất là thoáng, đầy đủ ánh sáng và không khí. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Và đây là khu vực của nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là chúng tôi là sẽ sử dụng là cửa là bằng cửa nhôm kính cao cấp. Đấy, cửa nhôm kính cao cấp. Toàn bộ gạch ốp lát và gạch lát nền là sử dụng là hàng 30-60 loại 1. Đã đầy đủ hệ thống lavabo này, bồn cầu này, hệ thống sân vòi đã đầy đủ hết, mọi người là có thể chuyển đồ về và ở luôn. Đấy, tiếp theo là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thì thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau. Đấy, chúng ta là sẽ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đấy, thiết kế phòng ngủ rất là rộng, rất là thoáng, chúng ta có thể là để đồ đạc đấy hay là các thứ rất là nhiều. Đây, đây là toàn bộ cái không gian của tầng phòng ngủ tầng 3 đây. Chúng ta có cửa sổ mở ra phía bên ngoài. Có cửa phụ mở ra ban công. Đấy. Thiết kế rất là thoáng. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Mọi người có thể là nhìn kỹ lại cái toàn bộ cái không gian của tầng 3. Nhà vệ sinh của tầng 3 thì thiết kế là tương tự như tầng 2. Chúng tôi đã lắp đặt hoàn thiện hết đầy đủ là bồn cầu, lavabo, hệ thống sen vòi. Gạch ốp lát là sử dụng là gạch 30-60 loại 1. Sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4.
Tầng 4 này sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng thờ, một sân phơi và khu vực giặt đồ. Thì đây là cái khu vực phòng thờ của chúng ta. Đấy, phòng rất là thoáng, rất là rộng. Cửa thông phòng này, hệ thống đèn chiếu sáng này, cửa sổ. Đấy, mọi người có thể là nhìn kỹ lại cái không gian của cái phòng thờ. Gạch lát nền là sử dụng là gạch vân gỗ granite. Đây là cái khu vực để máy giặt và khu vực sân phơi. Chúng tôi đã thiết kế sẵn là cái hệ thống ống nước sửa cho máy giặt, hệ thống điện và hệ thống vòi rửa. Và ở phía bên ngoài đây là cái hệ thống sân phơi của chúng ta. Đấy, rất là thoáng. Chúng tôi đã đổ trần kín 100%. Mọi người khi mà giặt đồ và phơi đồ ấy thì là có thể là yên tâm đi làm để chúng ta không phải lo mưa gió gì cả. Như tôi vừa giới thiệu cho tất cả mọi người là ngôi nhà chính chủ đang được chúng tôi cần bán, được xây mới 4 tầng, có diện tích là 30m², nằm tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, hướng chính là hướng Đông Bắc và đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 300 triệu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 80%. Mọi người có nhu cầu và cần xem nhà chi tiết hoặc là tư vấn thêm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013403, 0888 041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì xin vui lòng like và ấn đăng ký kênh YouTube để theo dõi thêm nhiều nhà và bất động sản khác cần bán của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi.